Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với channel xe hơi. Thì cho anh chị lần đầu xem video thì kênh bên em đa phần là giới thiệu chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại trong tháng của một số đầu xe hot. Thì trong video này thì em quay cho anh chị bản Xpander, bản Eco xúc động. Bản này cũng là một bản khá là đáng mua trong thời điểm này. Xpander thì nó có 4 bản nhé, 3 bản số tự 5 bản, 4 bản số tự động và 1 bản số sàn. Thường thì bán chạy nhất thì sẽ là Xpander số tự động và Premium. Giá nó khoảng hơn 600. Con này là bản số tự động bản thường, bản thiếu thì nó là 588 triệu. Một số điểm mà khách hàng hay hỏi thì nó khác biệt gì so với phiên bản Premium bán chạy nhất thì có thể kể đến như là la răng này, công nghệ đèn LED halogen, hoặc là nó chưa có phanh tay điện tử. Đây mình nhìn phanh cơ. Xe này thì bên em chuẩn bị bàn giao khách hàng và đã lên khá đồ rồi. Mình có thể thấy là cam 360 này. Đã thay màn hình. Đó. Camera 360. Xe này bên em cũng thay mâm khách hàng nhá. Đấy. Công nghệ đèn thì là đèn halogen. Xe này thì hiện nay bên em sẽ có giảm một chút về tiền mặt. Tuy nhiên thì với những cái mẫu xe sát Tết cuối năm như này thì bên em sẽ tư vấn là lấy về bảo hiểm thân vỏ hoặc tạo thêm một chút về phụ kiện của xe. Đấy, như là cam 360 này mình lắp thêm với em có cái phiếu giảm giá chẳng hạn. Thì đáp bánh cụ thể sẽ dao động vào khoảng tầm 650 đến khoảng 660 triệu ở tỉnh địa phương như ở Bắc Ninh hay Bắc Giang. Bác ở Hà Nội thì cộng với em là 2% thuế nữa và 20 triệu tiền biển. Thật sự là con này thì nó là bản thiếu, nó có thể nói là nó giống với con Xpander đời trước. Đấy, phiên bản đời trước nhé. Nội thất của nó sẽ là ghế nỉ. Bên này thì bên này đã bọc da cho khách hàng rồi, bọc vô lăng này. Đó, cam 360 các thứ thì cũng được trang bị rồi, có màn hình rồi. Đấy, còn nếu như các bác mua để kết hợp chạy gia đình dịch vụ thì con này rất là hợp lý luôn. Nó rẻ hơn bản Premium đâu đó vào khoảng 70 đến 80 triệu kể cả chi phí hoàn thiện. Cảm biến sau thì bản gốc nó sẽ thiếu nhé, bên em gần như là sẽ tặng auto cho khách hàng mua xe luôn. Còn những cái đầu xe còn lại thì các bác có thể xem cái video khác ở trên channel. Xe này thì thật sự là quá ok rồi. Mình mua tiết kiệm được cái chi phí đầu vào và cái số tự động thì nó cũng rất là lành cho cả nam và nữ đi, gia đình mình đi. Các bác có nhu cầu ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn hay là một số tỉnh lân cận có thể liên hệ trực tiếp qua bên em nhé để được tư vấn báo giá xe một cách hợp lý nhất. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.